Chào mừng quý vị đến với phần 2 chương trình tài chính cuối tuần trên kênh truyền hình FPNC. Thưa quý vị, và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng bắt đầu phần trò chuyện với anh Nguyễn Thành Nhân, là trưởng phòng phát triển sản phẩm công ty cổ phần bảo hiểm nhân thọ Phú Hưng. Chào mừng anh Nhân đã tham gia chương trình ngày hôm nay. Chào Tuấn, chào quý vị khán giả đang xem chương trình. Thưa anh thì nên được biết là công ty cổ phần bảo hiểm nhân thọ Phú Hưng của mình vừa cho ra mắt một sản phẩm mới, chính là Phú Hưng Phát Lộc. Đây là một loại bảo hiểm kết hợp với đầu tư. Vậy thì đầu tiên trong chương trình ngày hôm nay, anh có thể cho khán giả xem kênh được biết rằng cái bảo hiểm kết hợp đầu tư này nó có khác biệt gì so với bảo hiểm nhân thọ không anh? Thì đối với dòng sản phẩm liên kết đầu tư thì ngoài việc khách hàng được bảo vệ trước những rủi ro trong cuộc sống thì khách hàng còn tích lũy được giá trị tài khoản từ chính những khoản phí bảo hiểm mà mình đã đóng. Mà giá trị tài khoản đó sẽ được tích lũy lãi từ lãi suất công bố của công ty không thấp hơn mức tối thiểu đã được công ty đảm bảo. Ngoài ra thì dòng sản phẩm liên kết đầu tư nó cũng linh hoạt hơn so với dòng sản phẩm bảo hiểm nhân thọ nói chung, là khách hàng có thể đóng phí thêm nếu mà có nhu cầu đầu tư thêm, hoặc khách hàng khi gặp khó khăn về tài chính cũng có thể tạm ngưng đóng phí và sau đó quay lại đóng phí sau mà hợp đồng bảo hiểm vẫn còn duy trì hiệu lực. Trong trường hợp cần nhu cầu chi tiêu trong ngắn hạn, khách hàng cũng có thể linh hoạt rút khoản tiền từ chính giá trị tài khoản tích lũy của mình. Đối với Phú Hưng Phát Lộc thì cũng như những dòng sản phẩm bảo hiểm liên kết đầu tư thì khách hàng cũng có giá trị tài khoản. Tuy nhiên điểm đặc biệt là khách hàng không chỉ có một giá trị tài khoản mà khách hàng có hai giá trị tài khoản. Đó là giá trị tài khoản bảo vệ và giá trị tài khoản đầu tư. Giá trị tài khoản bảo vệ chính là cái giá trị tài khoản tích lũy từ những phí bảo hiểm cơ bản. Còn giá trị tài khoản đầu tư là giá trị tài khoản tích lũy lên từ những phí đóng thêm của khách hàng. Và điều này chính là một điểm nhấn tạo nên sự khác biệt của Phú Hưng Phát Lộc so với những sản phẩm tương tự trên thị trường. Dạ, theo như anh Nhân vừa chia sẻ thì với những cái tiện ích rất đặc biệt của cái loại hình bảo hiểm kết hợp đầu tư này của công ty Phú Hưng Life là Phú Hưng Phát Lộc, thì nếu như khách hàng chúng ta cần rút tiền trong thời gian gấp hoặc là cần đáo hạn hợp đồng, vậy thì cái việc hồ sơ giải quyết sẽ diễn ra như thế nào anh? Có nhanh hơn là cái bảo hiểm nhân thọ bình thường hay không? Thì trước khi tôi chia sẻ về cái thời gian cũng như thủ tục liên quan thì tôi muốn làm rõ cái vấn đề ở đây là vấn đề rút tiền từ Phú Hưng Phát Lộc nó sẽ có rút, mình có hai giá trị tài khoản là giá trị tài khoản bảo vệ và đầu tư, nên là cái việc rút tiền nó cũng sẽ khác nhau. Khách hàng có thể rút một phần hoặc là rút toàn bộ. Đối với rút tiền từ giá trị tài khoản bảo vệ thì khách hàng có thể rút một phần hoặc rút toàn bộ, tuy nhiên là khách hàng sẽ chịu một khoản phí so với việc rút tiền của mình. Đối với việc rút tiền từ giá trị tài khoản đầu tư thì việc rút tiền một phần hay toàn bộ, công ty sẽ không tính phí rút tiền từ giá trị tài khoản đầu tư. Đây là một điểm đặc biệt. Về việc tới thủ tục, thời gian trong việc rút tiền từ Phú Hưng Phát Lộc thì nó có hai hình thức, nó sẽ khác nhau với hai hình thức. Hình thức thứ nhất là rút tiền mặt tại quầy, thì khách hàng có thể rút tiền mặt ngay lập tức khi mà điền đơn rút tiền và nộp vào quầy chăm sóc khách hàng. Đối với cái việc rút tiền qua hình thức chuyển khoản thì thông thường sẽ mất 2 ngày làm việc, thì khoảng thời gian này là cần thiết cho việc chuyển khoản liên ngân hàng cũng như những thủ tục nội bộ cần khác. Điều đặc biệt là đối với Phú Hưng Phát Lộc, sau năm hợp đồng thứ 5 thì khách hàng có thể rút lại toàn bộ giá trị tài khoản của mình, giá trị tài khoản bảo vệ cũng như giá trị tài khoản đầu tư mà công ty không tính bất cứ khoản phí nào. Ở đây coi như là một hình thức đáo hạn sớm với khách hàng mà không có sản phẩm bảo hiểm liên kết đầu tư nào khác trên thị trường có tương tự. Thưa anh Nhân, thì sau cái phần chia sẻ thông tin rất hữu ích của anh Nhân ngày hôm nay thì chắc chắn sẽ có một số khán giả muốn trở thành khách hàng của bảo hiểm kết hợp đầu tư này. Vậy thì anh có thể cho khán giả xem lại biết là khách hàng nên cần chú ý điều khoản nào trong hợp đồng để bảo vệ quyền lợi của mình khi tham gia vào bảo hiểm kết hợp đầu tư này không thưa anh? Do những đặc tính riêng biệt về tính linh hoạt cũng như là hiệu quả của dòng sản phẩm đầu tư so với dòng sản phẩm bảo hiểm nhân thọ thông thường, thì có thể nói dòng sản phẩm bảo hiểm liên kết đầu tư là phù hợp với tất cả mọi người. Tuy nhiên, khi quyết định tham gia dòng sản phẩm này thì quý vị cần phải quan tâm những điều như sau. Thứ nhất là chúng ta cần phải có kế hoạch, lên kế hoạch đầu tư cụ thể, tức là chúng ta sẽ đầu tư khoảng bao nhiêu và chúng ta đầu tư được khoảng trong bao lâu. Thứ nữa là chúng ta phải đặc biệt quan tâm đến những cái vấn đề liên quan tới việc đầu tư. Đó chính là giá trị tài khoản, những yếu tố như là lãi suất công bố hay là những cái khoản khấu trừ. Những điều này nó được thể hiện rất rõ trong hợp đồng bảo hiểm, tức là trong quy tắc và điều khoản của hợp đồng bảo hiểm. Và đặc biệt là khách hàng phải lưu tâm đến những cái điều kiện, những quy tắc
về cái tính linh hoạt của sản phẩm, về việc rút tiền khi khách hàng cần thiết, về những cái khoản phí mà khách hàng có thể phải chịu khi mà mình rút tiền từ giá trị tài khoản của mình. Một điều cuối cùng cũng không kém phần quan trọng, đó là cũng như sản phẩm bảo hiểm nhân thọ thông thường, thì khi tham gia sản phẩm bảo hiểm liên kết đầu tư, khách hàng cũng phải duy trì việc đóng phí của mình theo đúng như cam kết mà mình đã lập kế hoạch ngay từ lúc đầu. Điều đó đảm bảo lên cái tính hiệu quả của sản phẩm, không chỉ về mặt bảo vệ mà cũng như về mặt đầu tư tiết kiệm. Thưa anh, vậy thì theo nhận định của mình thì anh nghĩ là nhóm khách hàng nào sẽ phù hợp với loại hình bảo hiểm kết hợp đầu tư này? Như tôi đã chia sẻ từ trước, thì đối với dòng sản phẩm bảo hiểm liên kết đầu tư thì mọi khách hàng, mọi người đều có thể tham gia dòng sản phẩm này. Đối với sản phẩm Phú Hưng Phát Lộc thì đặc biệt phù hợp với những đối tượng có tiền nhàn rỗi, cần tích lũy, tiết kiệm hiệu quả và cũng như là lập lên kế hoạch tài chính chi tiêu trong thời gian ngắn hạn như là 5, 7 năm hoặc là 10 năm tới. Điểm đặc biệt của Phú Hưng Phát Lộc đó là ngoài lãi suất đầu tư cam kết cao thì cái tính linh hoạt của sản phẩm cũng được nâng lên ở mức tối đa, đó là khách hàng có thể rút tiền từ giá trị tài khoản đầu tư một phần hay toàn bộ mà không chịu bất cứ khoản phí nào, cũng như là khách hàng có thể linh hoạt đáo hạn sớm từ sau năm thứ 5 của hợp đồng. Xin được cảm ơn anh Nhân đến tham gia chương trình và chia sẻ những thông tin hữu ích đến quý vị khán giả. Thưa quý vị, những thông tin hữu ích từ anh Nguyễn Thành Nhân cũng đã khép lại phần 2 của chương trình Tài chính cuối tuần. Quý vị đừng chuyển kênh, chúng tôi sẽ quay trở lại trong phần 3, phần điểm tin.